Hello hello mọi người, tôi là Hạnh. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tập tennis với tôi nha. Lớp của tôi bắt đầu từ lúc 6:30 cho nên tôi sẽ đi từ lúc 6:10 nè. Hồi xưa lúc năm đại học á, tôi rất là mê tennis nhưng mà không có kinh phí cũng như không có thời gian á nên bỏ lỡ. Sau này mới có dịp học em nó. Trời ơi, thực sự luôn, tôi rất là mê tennis luôn cả nhà ơi. Mình mới học thôi nhưng mà tôi rất là chăm chỉ nha, ngày nào tôi cũng đi đúng giờ. Gửi xe ở tầng hầm là chúng ta sẽ lên tầng 1 để học tennis nha. Kế bên sân tennis là một phòng gym rất là bự luôn. Tôi tập ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3 nha cả nhà ơi. Hôm nay tôi tập khá sớm nên tôi sẽ khởi động một chút xíu. Rồi rồi, anh huấn luyện viên đến rồi. Lớp tôi học là lớp dành cho người mới bắt đầu, là lớp cơ bản. Anh huấn luyện viên này tên là Hoàng, ảnh dạy khá là kỹ nha. Cứ đi học đều chắc chắn sẽ đánh được và đánh hay là khác. Tới lượt tôi là anh Hoàng sẽ nhóm chân lên cho mình coi. Đó đó, thấy chưa? Thấy chưa? Học tennis ngoài việc nâng cao sức khỏe thì chúng ta gặp được rất là nhiều người luôn. Các bạn trong nhóm của tôi là đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nè, độ tuổi thì cũng xem. Học xong lúc nào tôi cũng thấy tinh thần của mình thoải mái hết trơn á. Và đây xin giới thiệu với cả nhà đội trưởng đội quần vợt của nhóm tôi, chị Thảo. Chị Thảo ở ngoài siêu dễ thương luôn, lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á. Lúc này là anh Hoàng đang tập cú đánh thuận tay và trái tay, hay còn gọi là forehand và backhand. Tôi tập gần 2 tháng rồi đó cả nhà. Mấy ngày đầu đi tập về á, trời ơi tôi nhức hết cả người luôn á. Nhưng mà mình không có bỏ cuộc. Tại vì chơi cái gì hay học cái gì cũng cần đòi hỏi thời gian, công sức và sự kiên trì, đúng không? Với lại tôi thấy đi tập vui quá trời. Rồi mình không có hiểu gì, không biết gì thì được anh Hoàng, anh hướng dẫn rất là tận tình luôn. Và học xong 1:30 rồi, đi về thôi. Cảm ơn cả nhà đã coi clip của tôi. Hy vọng là trong thời gian tới tôi sẽ đánh tốt hơn và có thể giao lưu với mọi người. Cảm ơn cả nhà nghe.